đây để anh đi thổi đường cho sạch đến tối nó phải bay này. Anh đi hút bụi ở đường này, hay là bụi mù thế này, làm ghê không? Quá là ghê luôn. Đây là ngã tư mỏ nhá, này cũng ngã tư mỏ đường lưu mới đấy. Các bạn vào xem video mình đã quay này, các bạn vào nhớ ủng hộ cho mình nhá. Mình chắc là đăng ký kênh chia sẻ cho mình nhá, mình xin một like nhá. Thank you.
bốn của mình. Thì là